Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với kênh của Mr. Cảnh Excel à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn à, sử dụng cái hàm để tính khấu hao à, trong Excel à, Để tính khấu hao thì có nhiều phương pháp à, Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn à, sử dụng cái hàm để tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng à, Thì trong thực tế các bạn kế toán à, rất là hay phải sử dụng đến cái cái à, ở cái phương pháp để tính khấu hao này thì ngoài cái cách để dùng Excel thông thường thì chúng ta có cái hàm để mà tính khấu hao thì hôm nay mình sẽ xin giới thiệu với các bạn là cái hàm SLM SLM thì là cái hàm này là ở chuyên dùng để tính khấu hao theo đường thẳng ở trong Excel thì cái hàm này nó có ba đối số đấy mình sẽ lấy cái hàm này cho các bạn xem à, nó có ba đối số các bạn nhé đấy, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn từng cái nội uh, uh, dung của cái đối số 1 đấy S L N đây rồi đây các bạn nhé đấy hàm này nó có ba đối số thì đối số đầu tiên là cos cost tức là cái chi phí, cái giá trị ban đầu của cái tài sản khi mà chúng ta mua về. Đấy. À, phương pháp tính khấu hao là thường là dính à, để, để tính trong cái tình huống là à, khấu hao tài sản cố định các bạn nhé. Thì cái đối số đầu tiên của cái hàm này là là cost có nghĩa là cái giá trị ban đầu mà khi chúng ta mua về. Đấy, bao gồm mà giá giá tài sản này à, các cái chi phí liên quan đến cái tài sản đó thì cái chi phí này là cái chi phí ban đầu thì chúng ta sẽ có con số mà khi mà chúng ta mua về và chúng ta có một con số cụ thể đấy là chúng ta sẽ ghi vào cái đối số đầu tiên của cái hàm này đối số thứ hai là cái giá trị còn lại của cái tài sản cuối cái chu kỳ mà chúng ta có, mà cái tài sản đó vẫn còn sử dụng được đó. ví dụ mà chúng ta muốn mua một cái, cái mua mua một cái tài sản uh, một cái tài sản nào đó và uh, chúng ta dự kiến là uh, khấu hao trong vòng uh, 5 năm đó trong vòng 5 năm thì cái thời điểm từ cái thời điểm mà chúng ta mua về uh, đến cái thời điểm cuối cùng uh, cuối cùng của cái năm uh, của của cái năm thứ năm đấy uh, thì chúng ta dự kiến là cái tài cái giá trị của cái tài sản đó nó còn bao nhiêu Đấy. Ví dụ bây giờ chúng ta ví dụ ban đầu chúng ta mua về là à, 100.000 đô la, ví dụ thế. 100.000 đô la. Thì à, giả sử như là lúc mà chúng ta muốn à, khi mà cái giá trị còn lại của nó ấy là chỉ còn độ 5.000 đô la thôi. Ví dụ như vậy. Đấy. Thì cái 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 giá trị còn lại khi mà hết cái à, hết cái cái khấu hao ấy Đấy thì giá trị còn lại của nó chỉ còn 5.000 thôi. Chúng ta muốn là như vậy. Đấy chúng ta muốn là nó còn 5.000. Đó. Và uh, chúng ta tính khấu hao trong vòng giả uh, dạ sử là 10 năm đi. Đấy. Chúng ta uh, tính khấu hao trong vòng 10 năm. Thì các bạn thấy là uh, mỗi 1 năm kết quả nó ra là 9.500 có nghĩa là mỗi 1 năm thì chúng ta sẽ khấu hao cái tài sản này là 9.500 đô la. Đó. Nếu mà tài sản khi mà chúng ta mua về trị uh, giá là 100.000 đô la. Đấy. Và uh, khi mà uh, và khấu hao trong vòng uh, 10 năm, chúng ta đưa vào sử dụng trong uh, vòng 10 năm, khấu hao trong vòng 10 năm, tức là đến năm thứ 10 này là tài sản nó hết giá trị khấu hao rồi, nhưng mà nó vẫn còn có thể sử dụng được. Đấy, ví dụ chúng ta mong muốn là À, khấu hao trong vòng 10 năm, chúng ta dùng trong vòng 10 năm là, là nó vẫn còn sử dụng tốt trong vòng 10 năm đấy, ý là như vậy thì đến năm thứ 10 là nó hết khấu hao rồi nhưng nó vẫn còn sử dụng được và cái giá trị tại cái năm thứ 10 đó, cái tài sản đó nó chỉ còn khoảng là nghìn đô la thôi. Đó. Thì à, đây là những cái đối số của cái hàm SLN này là cái hàm để tính à, khấu hao theo đường thẳng. Đấy thì mình Uh, bây giờ uh, chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ thực tế để các bạn uh, hiểu rõ hơn cái, cái 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 cách để mà tính khấu hao theo đường thẳng bằng cái hàm SLN này. Thì mình có một cái ví dụ như này. Uh, mình uh, có hai cái tài sản. Đầu, đầu tiên là cái tài sản là máy CNC và một cái máy cắt dây. Thì giá trị ban đầu của máy CNC lúc mà mua về và toàn bộ những cái chi phí liên quan đến nó. Là tổng là 150.000 đô la. Đó, và máy cắt dây là 130.000. Đấy. Và sau sau ờ um, uh, chúng ta dự kiến là dùng cái tài sản này trong vòng 10 năm. Đấy, thì khi mà chúng ta dùng 10 năm sau đó thì giá trị còn lại mà chúng ta muốn nó chỉ còn khoảng 5 đô la thôi, à 5.000 5.000 đô la thôi. Đó, và cái tài sản ở phía dưới này chỉ còn 4.000 thôi. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hàm SLM đó, F SLN để chúng ta uh, tính cái giá trị khấu hao uh, cho một năm các bạn nhé Đó, khấu hao theo đường thẳng cho một năm đấy Thì chúng ta sẽ lấy cái hàm N đó ra và đầu tiên giá trị, đầu tiên là giá trị chúng ta là cái giá trị ban đầu Đấy là cái giá trị mà của cái tài sản đó cộng với các chi phí liên quan để tính vào uh, cái giá ban đầu của cái tài sản cố định đó. Tiếp theo là uh, cái cái giá trị còn còn lại. Giá trị còn lại thì chúng ta chọn vào cái ô này. Đó. Và cái vòng đời, cái vòng đời tức là ký uh, thời gian mà chúng ta muốn muốn tính khấu hao cho nó. Thì chúng ta chọn vào cái uh, cái ô đây và tiếp theo là chúng ta chọn ok và chúng ta kéo xuống thì chúng ta có thể thấy được rằng đây là con số là khấu hao một, một, năm cho cái tài sản này đây là một năm cho tài sản này đấy thì nếu mà chúng ta muốn tính ra tháng thì đơn giản là chúng ta lấy khấu hao năm và chúng ta chia cho 12 chia cho 12 là chúng ta sẽ có khấu hao tháng đúng không các bạn đó rất đơn giản thì đây là cái hàm mà tính cái giá trị tính cái khấu phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng bằng cái hàm sln ở trong Excel Nếu chúng ta không không biết cái hàm này thì chúng ta vẫn có thể là tính được ví dụ nếu mà chúng ta uh, có được cái giá trị ban đầu của tài sản rồi thì chúng ta muốn giả sử là chúng ta muốn tài sản này khấu hao trong vòng 10 năm như thế này đó 10 năm và giá trị còn lại của chúng ta là vẫn là 5.000 như thế này thì đơn giản mà chúng ta muốn tính cái cái um, khấu hao hàng năm ấy thì chúng ta chỉ việc là lấy cái là tổng tổng cái um, tổng cái giá trị ban đầu đó và chúng ta chia đúng không ạ? Tổng giá trị ban đầu này và chúng ta trừ đi trừ đi giá trị còn lại. Đó. Trừ đi giá trị còn lại. Và chúng ta chia cho uh, chia cho cái số năm mà chúng ta sử dụng. Đó thì chúng ta còn được là 14.500 thì nó cũng giống như là chúng ta dùng hàm. Đó, nếu chúng ta không biết dùng hàm thì chúng ta cũng làm như vậy thì cũng được thôi, đúng không ạ? Đấy, nhưng hôm nay mình uh, xin uh, phép giới thiệu cái hàm để tính cái uh, khấu hao uh, theo phương pháp đường thẳng ở trong Excel. Uh, thì mình là Mr. Cảnh Excel, nếu bạn nào muốn uh, học một cái khóa học từ căn bản đến chuyên sâu dành cho người đi làm thì các bạn có thể liên hệ với thông tin của mình ở dưới cái video này mình chuyên dạy cho người đi làm kể cả những người chưa biết gì về máy tính các bạn nhé chưa biết gì về máy tính mình cũng có thể huấn luyện được đó thì cảm ơn các bạn đã xem clip này và nếu các bạn có câu hỏi các bạn có thể đặt câu hỏi dưới comment này và mình sẽ thu xếp thời gian mình sẽ làm cái clip để hướng dẫn các bạn à, hy vọng cái clip nhỏ này nó giúp được uh, cho những cái uh, thắc mắc của các bạn liên quan đến cái việc là tính khấu hao tài sản ở trong Excel uh, uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.